Anh ấy cứ thích vuốt tóc mình. Có lẽ vì mình vẫn luôn gội đầu bằng Rejoy nên tóc ngày càng mềm hơn, mượt hơn. Nay Rejoy siêu mượt với tinh chất dầu xả cho bạn mái tóc mượt mà như vừa đi tìm dưỡng tóc. Anh ấy chỉ chạm nhẹ thôi là đã nhận ra ngay. Đó chính là Rejoy siêu mượt.